Miễn phí vé xem giải tứ hùng các câu lạc bộ trên sân Lạch Tray. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng sẽ miễn phí vé cho khán giả xem toàn bộ các trận đấu của giải tứ hùng các câu lạc bộ Hải Phòng, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội diễn ra từ mùng 4 đến ngày 10 tháng 6 trên sân vận động Lạch Tray. Hải Phòng thưởng lớn cho đội vô địch. Trao đổi với Tiền Phong ngày mùng 4 tháng 6, ông Văn Trần Hoàng, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng cho biết, đơn vị tổ chức giải tứ hùng các câu lạc bộ CLB bóng đá gồm Hải Phòng, Hà Nội, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai tham dự. Giải đấu diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 trên sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Theo ông Hoàng, giải đấu nhằm giúp các câu lạc bộ có những trận giao hữu, thử nghiệm đội hình, chiến thuật nhằm chuẩn bị cho những vòng đấu trong khuôn khổ V-League sắp diễn ra. Đây cũng là cơ hội để câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu với các câu lạc bộ hàng đầu, vừa phục vụ chuyên môn cho các cầu thủ, vừa là dịp để các cổ động viên Đất Cảng khuấy động khán đài sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng cho biết sẽ miễn phí 100% cho khán giả vào xem tất cả các trận đấu vào các ngày 4, 7, 16. Các đội sẽ đá vòng tròn lần lượt với nhau để tìm ra đội vô địch. Về giải thưởng, giải nhất sẽ được thưởng 1,5 tỷ đồng, giải nhì được thưởng 500 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba sẽ được thưởng 200 triệu đồng. Trước khi diễn ra giải đấu, câu lạc bộ Hải Phòng mời toàn bộ thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ tham quan Vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà bằng du thuyền. Giải có chất lượng chuyên môn cao. Trước khi giải diễn ra, vào các ngày 2 đến mùng 3 tháng 6, các câu lạc bộ đã có những buổi tập thể lực, chiến thuật trên các sân tập thuộc thành phố Hải Phòng. Trong đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có nhiều buổi tập thể lực, tập phối hợp bóng ngắn trên sân tập Cầu Rào. Các cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng, Vũ Văn Thanh cũng kịp hồi quân với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau khi cùng đội tuyển quốc gia kết thúc trận giao hữu với Afghanistan. Chia sẻ với báo chí, tiền vệ Lương Xuân Trường, đội trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhận định, giải tứ hùng tại Hải Phòng có chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ hàng đầu. Các đội tham gia đều có các cầu thủ chất lượng và từng gặt hái nhiều thành công những năm gần đây. Tiền vệ Xuân Trường cho biết, toàn đội nghiêm túc thực hiện các bài tập do ban huấn luyện yêu cầu. Dù không đạt nặng về thành tích trong giải giao hữu, tuy nhiên đội sẽ thi đấu hết sức để cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn. Đồng thời, các cầu thủ cũng lấy lại phong độ, chuẩn bị cho các vòng đấu V-League sắp tới. Còn huấn luyện viên Kiatisak, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ, thời tiết ở Hải Phòng rất thuận lợi. Khi đến Hải Phòng, ông cùng các thành viên câu lạc bộ đều cảm nhận được tình yêu bóng đá nhiệt thành của người hâm mộ, người dân thành phố cảng. Huấn luyện viên Kiatisak nhận định, cả bốn câu lạc bộ tham dự đều là những đội bóng hàng đầu tại Việt Nam. Do đó, chất lượng chuyên môn giải đấu rất cao. Đây sẽ là dịp để các đội thử nghiệm chiến thuật, đội hình và là bước chạy đà tốt chuẩn bị cho V-League. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.